Sở Giao thông Vận tải thành phố vừa có công văn về việc không tiếp nhận phương tiện vận tải từ các địa phương có ca nhiễm COVID-19 vào thành phố Đà Nẵng. Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các bến xe đơn vị kinh doanh vận tải khách bằng ô tô trên địa bàn thành phố tuyệt đối không thực hiện hoạt động vận chuyển khách, xe tuyến cố định, xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch đi và đến Đà Nẵng từ các địa phương có ca lây nhiễm COVID-19, không tiếp nhận các phương tiện từ các địa phương có ca lây nhiễm COVID-19 đến các bến xe trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, không làm thủ tục cho xe xuất bến đối với các phương tiện đăng ký tuyến đến các địa phương có ca nhiễm COVID-19 theo công bố của Bộ Y tế đồng thời tăng cường tuyên truyền cung cấp thông tin cho lái xe hành khách được biết về các địa phương có ca nhiễm covid-19 để hạn chế tối đa việc di chuyển đến các địa phương này.